Fairy Tail Travel Em là tựa game MMORPG có đồ họa chuẩn phong cách Nhật Bản với tông màu tươi sáng đang được nhiều game thủ quan tâm. Người chơi sẽ được phiêu lưu tới một thế giới fantasy huyền bí, nơi có các câu chuyện cổ tích cùng những nhân vật quen thuộc trong tuổi thơ. Tại đây, người chơi sẽ có thêm một góc nhìn mới về những câu chuyện quen thuộc, cũng như khám phá những bí ẩn được ẩn giấu chưa từng được hé lộ. Trong game, người chơi sẽ được chọn lớp nhân vật yêu thích để bắt đầu hành trình của phiêu lưu. Bạn có thể trở thành một chiến binh mạnh mẽ, một quân thủ thiện chiến hoặc một pháp sư với các kỹ năng ấn tượng. Thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ cốt truyện, người chơi sẽ được mở khóa thêm nhiều tính năng mới cũng như mở khóa thêm các lớp nhân vật mới, giúp người chơi có thêm sức mạnh để đối đầu với lũ quái vật càng lúc càng mạnh phía sau. Đặc biệt do game thuộc thể loại MMORPG nên người chơi có thể hợp tác cùng bạn bè để tạo nên một tổ đội phối hợp ăn ý để vượt qua các thử thách cũng như đánh bại những con boss mạnh mẽ trong game. Thậm chí bạn còn có thể xây dựng nên một liên minh của riêng mình và cùng họ chiến đấu với các người chơi khác để giành lấy những phần thưởng hấp dẫn. Nhờ vào đồ họa 3D đặc sắc cùng với tông màu tươi sáng đậm phong cách Nhật Bản, tựa game đã tái hiện lại chân thực các khung cảnh quen thuộc cũng như những nhân vật trong các câu chuyện cổ tích. Ngoài ra, tạo hình của các nhân vật trong game cũng được thiết kế theo cách ngộ nghĩnh đáng yêu, khiến người chơi thích thú. Hiện game Fairy Tail Travel Em đang được mở đăng ký trước trên Android và sẽ sớm có mặt trên iOS. Nếu bạn là một người chơi yêu thích các nhân vật dễ thương, thì đây chắc chắn là tựa game mobile cực kỳ thích hợp dành cho bạn trong năm 2024.